Dạ thưa quý các bạn, thì Vũ Chiến đang trên đường đi thì Vũ Chiến gặp một ông cụ đang đứng ăn xin ngoài đường á. Bây giờ Vũ Chiến ghé lại, Vũ Chiến hỏi thăm cụ tí xíu. Bây giờ mình kiếm chỗ nào mình ngồi tí xíu hơn không ha. Lại lại xích xích chặn cái xe con đi. Lại đằng xích xích chỗ xe của con đẳng kìa. Dạ đứng đây được đi. Đứng đây hả? À, quay đi. Không không, đứng xích vô đi, nó ồn quá chỗ chiếc cửa anh ta, chỗ chiếc cửa anh ta người ta đứng, mình đứng ngay chiếc cửa anh ta kỳ lắm. Dạ. 33. Dạ. Yeah. Dạ. Yeah. Tính giờ con chó cò. Con chó cò hả? 33 là con chó cò hả? Dạ. Yeah. Rồi ông đi, ông đi xích vô. Dạ. Tôi thấy như thờ ở ngoài tôi thì thờ vô bên đây. Dạ dạ. Mình xích vô đây ông, mưa. Dạ. Dạ dạ mưa tới nữa rồi. Dạ. Dạ. Nhẹ nhẹ nha, ông đi từ từ nha. Để vô đây con hỏi thăm ông tí xíu coi. Dạ. Ông nói chuyện với con ông ấy được rồi, dạ chi. Dạ được. Dạ. Cái thằng đặc biệt như vậy kính nhưng bà cô bác. Dạ. Người mình. Dạ. Dạ. Rồi rồi ông đứng đây đi, ông đứng đây đi. Dạ. Ông ở đâu? Ông đứng quay ra đây, quay lại con. Ở bên Kinh Ba, hiện giờ tôi ở nhà có mình hả? Kinh Ba Mỹ Điền hả? Dạ, Kinh Ba xã Phú Điền. Kinh Ba xã Phú Điền là chỗ đó chỗ nào? Ngay cái gần ngay ngã tư á, có cái chợ Trầm Hổm. Cái chợ đó là khu dân cư hả? Dạ. Con hồi nãy con cũng mới ở khu dân cư Phú Điền, con về nè. Dạ. Nếu con đi xuống đó con tìm ông, sao con tìm được? Tôi có thằng cháu trai nữa. Còn nó có một cặp gái xong thai nhưng có một thằng trai nữa. Ông một con mắt không thấy đường hả? Dạ. Nói là con mắt là tự như đứt bóng luôn. Dạ. Con mắt này còn mờ mờ. Dạ. Còn cái móng tay của ông. Dạ. Sao móng tay dài dữ vậy? Dạ. Ông có cắt luôn hả? Dạ không có cắt, con ngón này cắt để lăn tay là dạ. Được có số lương. Còn bên đây không cắt. Dạ không có. Lăn tay được số lương là sao? Dạ ba tiền già đó phải không? Dạ tiền hơn già. À. Dạ. Ông hồi nãy ông nói ông tên gì, bao nhiêu tuổi? Dạ nhớ chắc đây vô dấu nghiệp nè ra đó. Sinh năm 1933. 33 số đề con nhà anh đó. Nhà anh hả? Trời ơi chú đề đồ ghê luôn trời. À, vậy là ông bao nhiêu tuổi? 33. À, 90 tuổi. Dạ. 90 tuổi mà sao ông không ở nhà sao phải đi ăn xin vậy? Dạ đói. Chào. Ăn bao nhiêu số? Sao cô đó, cô nói ông giàu lắm. Không dám đâu. Bây giờ giàu cha mẹ hơn đi. Đó anh giờ em ăn giàu nữa ăn mà cha mẹ chết hết rồi. Dạ. Bố. Bà cô cũng chết. Mà người ta mới nói ông giàu dữ lắm kìa phải không? Dạ. Người ta mới cái bà chị đó mới nói ông giàu dữ lắm. Vậy khi bà vô coi. Lần điển hình bà nói làm sao mới được. Bà con đang quay hình mà bà nói là ông giàu dữ lắm. Dạ được, giàu tôi chắc không đi tối ngày lang thang để nhà cô bác thương cho. Giàu mà không ở nhà đi chi mà mưa gió cực khổ vậy không ha? Chứ nói ở ngoài đời xã hội. Dạ. Bây giờ nếu cháu điển hình có xe chạy qua. Qua nhà ông? Dạ. Khám cái nhà tôi coi cỡ nào, ở của mình vợ mất rồi hai. Đúng rồi, nhưng mà con cũng phải khi mà con quay hình ông á thì con cũng phải đến cái nhà, đến nhà ông có coi tình hình sao. Dạ, đừng coi có mạnh thường quân giúp ông hôn. Dạ. Chứ không lẽ giờ mình đi giả danh vậy mình đi ăn xin làm chi cho nó cực. Dạ. Dạ. Còn mấy năm nữa tôi đi đời nhà ma đi xin lỗi. Dạ. Hồi nãy ông nói ông tên gì? Ông thứ mấy? Dạ, thứ tư. Ông thứ tư tên gì? Thế. Tên Thới. Dạ. Thứ tư. Dạ. Còn ở ngoài tôi ở xã Hòa Hưng á là thờ hai dấu cha dấu sắc đây vô dấu viện nó ra. Còn cái gậy này đâu giờ còn giữ rồi ta? Dạ, cô bác cho. À. Dạ. Quá trời bộ móng tay luôn kìa. Dạ. Quá trời móng tay dài luôn nè. Ồ rồi. Người ta nói dấu quýt dày nhờ có móng tay nhọn. Dạ.
Dạ thưa chị, các bạn thì nãy giờ do mưa nên mình tắt máy tí xíu, ồn quá. Ông ơi, một ngày á, một ngày ông Tư nè, một ngày ông đi xin vậy ông được bao nhiêu tiền ông Tư? Dạ, vài trăm á. Vài trăm sống được không? Dạ được. Nhờ cô bác thương hả? Tranh thủ vậy, ốm đau bệnh hoạn với chết á, ngắn mũi á. Con cháu lo mua, có tiền nó mua hàng cho mình. À. Dạ. Mình tuổi già mình sợ, tuổi già mình lo trước sợ liên lụy đấy con cháu sau này. Dạ. Dạ. Nghiệp nó còn con. Dạ. Mình phải lo cũng như lớn phải lo cho nhỏ. Dạ. Dạ. Cho nó dễ để mà mình đã chuẩn bị sinh bây giờ là có dòng. Dạ. Để hai đứa vậy có cái dòng. Dạ. Để cũng như cái chuyến sinh đâu vậy. Dạ. Dạ. Không. Đạo Phật thương đó là tôi thành thể được ngày nào cũng kiếm ăn vậy đó, cũng như chim vậy đó. Dạ. Yeah. Như con chim vậy hả? Như yeah. Con chim hả? Ừ. Nó đẻ cái trứng rồi nó lo, trước khi nó lo pha giáp rồi nó mới đẻ trứng. Dạ. Yeah. Nó mới ấp, nó nở con rồi nó, con nó chưa biết bay đó. Dạ. Yeah. Đút màu cho con nó ăn. Dạ. Yeah. Phải suy nghĩ cao vậy. Dạ. Yeah. Con chủ có chứ, nó đẻ con nó bự ha, rồi nó còn chưa ăn ngắt, rồi nó đi có con nó rồi nó đẩy đất con cái này mà nó sợ con vô ăn cắt con nó. Dạ. Cũng ngoan mà cũng tức, chó không có leo, con mèo yeah. Nó trèo nó leo lên cây được. Dạ. Yeah. Ông đi xin vậy rồi buổi trưa ông ăn cơm ở đâu? Đâu có ăn cơm đâu. Dạ. Mấy bà nó cho không ai là ổ mì còn bỏ lên trong này. Người ta cho gì ăn đó. Dạ. Dạ. Cô bác cho thương cho mình ăn. Ông nãy ông nói là 90 mấy. Đâu khoảng tôi cất như chó mà sinh dạ. 1933 đó. Dạ. Dạ. Năm sinh năm 1933. Dạ. Cô bác cho dạ. Mình niệm Phật nhiều rồi dạ. Tốt. Dạ ông Tư ơi, bây giờ á, bây giờ hôm nay con đi công tác ngang. Con thì cũng không có dẫn ông Tư đi ăn cơm được. Con còn công chuyện nhiều quá. Dạ. Với trong bóp con cũng không, còn có nhiều tiền. Thôi con gửi cho ông Tư 100 nè. Ông dạ, không có nhiều tiền thôi để dành riêng ăn trong ngày đi. Ai? Chú á. Con hả? Ừ. Thôi con còn ăn được, con còn ấy được, con còn khỏe mà. Con nói vậy chứ con cũng còn tiền để con ăn cơm chứ không phải là hết. Nhưng mà hồi này cái này con chia lại cho ông Tư bớt nè. Dạ. Vậy tôi cũng tỏ ơn đi. Dạ. Dạ. Rồi, cũng ơn nhiều chứ. Trời ơi, cho ông Tư một Tư không lấy, ông Tư nghe nói là vũ chiến của ông còn tiền nhiều, ông không lấy cũng đau khổ. Dạ. Mà mình biết nhiều mình khổ nhiều chứ không biết có lấy đâu mà hiểu. Dạ. Vậy. Cái miệng ăn thì phải có đôi lời nói với ông bà cô bác. Dạ. Cho được đầy đủ vui vẻ khỏe mạnh hầu hết gia đình chú mà. Mấy cháu mà cũng được khỏe mạnh nữa. Dạ. Ước mong ước mơ vậy đó. Dạ. Quá trời sát lộ nên nó ồn luôn. Phật thích tâm Phật ở tay lòng dạ. Tâm thích Phật lòng thành. Mình nghĩ Phật độ. Ông Tư nói chuyện hay. Ông Tư nói chuyện nghe hay. Dạ. Thôi thì bây giờ ông Tư cứ đi xin vòng vòng bà con đây đi hen. Dạ, rồi chắc bữa nay là con với ông là gặp nhau là chắc có thể gặp nhau dài. Rồi quá trời luôn. Rồi con gửi một cái phần tấm lòng của con cho ông Tư ngày hôm nay nha. Dạ. Dạ. Ít lòng nhiều. Dạ. Tôi phải quý ơn chú nhiều chút. Rồi. Bây giờ bữa nay con chào con tạm biệt ông Tư đây nha. Rồi thường thường ông Tư đi xin ở đâu? Thường cũng vòng vòng đây hả? Dạ, có nhiều khi chú đi bốn vùng diễn thực. Đồ, đi bằng gì? Chỗ này chỗ kia, xe buýt á. Dạ. Ví dụ mơi, đi ông bầu, hay là cái kia ở đây lẫn quẩn. Dạ. Bây giờ là xuống chỗ ngay cụm dân cư Phú Điền. Là từ đây đi xuống, cậu Tư đi xuống đó là hỏi nhà của ai? Tìm ông hỏi nhà ông Thới. Từ Thới. Dạ. Rồi dạ. Không có đứa con bán trà sữa. Dạ. Giờ Chu Gia thì ở ngay chợ. Dạ. Cái con có ông đó ông ngồi chui với bà.